À, chào mừng anh chị và các bạn trở lại với bản tin nhận định thị trường ngày 29 tháng 3 năm 2022. Vô phiên giao dịch hôm nay ngày 28 tháng 3 là một phiên rung lắc khá là mạnh. À, tuy nhiên là cái nhận định của mình về thị trường vẫn an toàn để đi lên anh chị nhé. Thì đây là một số các cái cổ phiếu kim cương. Thì các anh chị thấy rất nhiều cổ phiếu kim cương ở đây thì nó cũng đã là cổ phiếu kim cương của những cái phiên trước rồi. À, thì à, trước khi đi vào nội dung chi tiết phân tích thì rất mong anh chị dành một chút thời gian để like và share video đến với những người quan tâm chứng khoán. Thì đầu tiên thì có thể các anh chị nhìn thấy thị trường chung. Ở đây thì các anh chị nhìn thấy với kế thừa những cái nhận định gần đây của chúng ta đúng không? Là cái phiên mà chúng ta nhận định chúng ta ra khỏi thị trường là ngày mùng 8 tháng 3. Sau đó thì chúng ta thấy đáy gần nhất của cái nhịp ở đây là ngày 14 tháng 3 và chúng ta quay lại thị trường. Từ ngày 17 tháng 3 thì các anh chị có thể xem các cái nhận định ở đây hàng ngày để các anh chị xem nhé, hoặc là xem lại các cái video của những cái ngày hôm trước thì các anh chị sẽ thấy rất là rõ bản thân cái cách phân tích của mình nó cho anh chị nhìn cái bức tranh nó khá là logic đơn giản nhưng mà nó hiệu quả nó hiệu quả và nó rất là thực chất anh chị nhé nó sẽ loại bỏ hoàn toàn những cái sự cảm tính các anh chị thì từ đó đến nay thì nó đang là cái nhịp đi lên thì bản phim, bản thân là phim này là một cái sự có cái sự rung lắc nhất định thì nó liên quan đến các cái hoạt động bắt bớ gì đó thì tuy nhiên mình cũng sẽ không không phân tích dưới góc đó bởi vì sao mình cũng nói với anh chị rồi bản thân là mình phân tích lịch sử những cái hoạt động trong lịch sử mình không nói đến cái hoạt động đó Do vậy là mình phân tích hiện tại và tương lai mình không nói đến cái hoạt động đó. Không nói đến cái hoạt động đó thì nó có ảnh hưởng gì đến các cái cổ phiếu và các cái nhóm ngành nghề hoặc là cái sự vận động của các cổ phiếu trong cái danh mục của chúng ta năm giữ hay không thì mình cũng sẽ nói với anh chị là là không và sẽ giải thích tại sao đúng không mình cũng nói với anh chị rất là nhiều rồi cổ phiếu nó lên nó không phải lên thông qua một hai phiên nó lên là cả một cái nhịp sóng cả một cái nhịp chạy của nó và với những cái từ cái việc mà chúng ta nghiên cứu các cái đặc điểm của các cổ phiếu thành công chúng ta đúc rút ra các cái cái hình mẫu các cái hình thái hoạt động của đó từ đó thì chúng ta sẽ có những cái sự tin cậy nhất định trong việc mà chúng ta đánh giá thị trường chung xong chúng ta tìm các cái nhóm ngành nghề và từng cổ phiếu các chị nhé thì với cái phân tích ở đây thì các anh chị thấy là cái phiên giao dịch ngày hôm nay này thị trường là 1438 1483 18 điểm này thì nó vẫn cao hơn 1482.83 tức là theo cái phép phân tích đơn giản nhất thì các anh chị thấy là nó là hoạt động trên cái đường trung bình hôm nay vẫn trên trung bình MA20 mặc dù bán ra khối lượng khá lớn tuy nhiên nó rút chân lên cũng gần được đến giữa mình thấy nó cũng rất là vẫn ok nhé vẫn ok không nói là tích cực hay là tiêu cực nhưng mà gọi là nó ở mức trung lập trở lên và trong cái xu hướng vẫn là an toàn các nhé nguyên 30 thì yếu hơn một chút đây thùng MA10 thùng MA20 nhưng mà đây thì nó chưa hiểu gì chỉ gì nhé bởi vì trong những cái giai đoạn mà mình nhận định là thị trường trong cái xu đi lên hoặc đi lên yếu á, thì cái việc mà hoạt động lên xuống cái đường trung bình MA10, MA20 là chuyện bình thường. đấy cái Index và Up Index thì mạnh hơn một chút. Đây là cái bình quân các cái chỉ số. Các cái cổ phiếu trên thị trường thì các anh chị thấy là hôm nay số lượng cổ phiếu tốt có sự sụt giảm. Tuy nhiên là cái điểm số bình quân thì vẫn khá là tốt nhưng nó chỉ giảm phần 0,7% thôi. Chứ không ảnh hưởng nhiều. Thì cái nhận định ở đây này, thì mình vẫn nhận định là thị trường trong một cái xu hướng đi lên nắm giữ cổ phiếu. À, tuy nhiên mình có nói ở đây hạn chế mua bổ sung cổ phiếu thì tại sao mình nói như vậy? thì lát mình sẽ giải đáp với các anh chị tại sao lại như vậy nhé. À, mình hạn chế mua bổ sung cổ phiếu bởi vì à, các cổ phiếu kim cương này nó cũng khá là xa nền rồi, nó khá là xa nền rồi và nó đang chuẩn bị vào cái trạng thái chạy nước rút. cái việc mà chúng ta nhảy vào đuổi các cổ phiếu kim cương này là không cần thiết, không cần thiết nhé, không cần thiết. <laughs> thì anh chị có thể nhìn thấy các cái nhóm ngành nghề đầu tiên là thị trường chung là kết luận như vậy nhé. ok thì chúng vẫn đang ok nắm giữ cổ phiếu thì đối với các cái nhóm ngành nghề ra sao thì anh chị có thể nhìn thấy đây là những các cái nhóm ngành nghề mạnh nhất này, đấy thì các anh chị có thể nhìn thấy là các nhóm ngành nghề mạnh vẫn là những cái nhóm ngành mà nó mạnh gần đây mà chúng ta cũng nói thường xuyên rồi, các anh chị nếu các anh chị theo dõi thường xuyên kênh của mình, các anh chị thấy là cái việc nhận định của mình rất ổn định về mặt thị trường và rất ổn định về mặt cổ phiếu, cổ phiếu kim cương là các cổ phiếu kim cương trong một cái chen chứ không phải là chỉ một hai phiên đấy chị nhé ở đây không ai đánh t3 t4 nhé và ở đây thì mình cũng nói luôn là trong cái nhóm cũng như chia sẻ của mình không có khái niệm gọi là về bờ hay xa bờ nhé không có khái niệm như vậy tất cả mọi thứ chúng ta đầu tư ở đây là đều được định lượng quy trình và quy chuẩn hóa hết rồi không có một tí nào là cảm tính cả không có một tí nào là cảm tính cả đây các cái nhóm mạnh đây như bán lẻ bất động sản phần mềm nước sạch dịch vận tải dược phẩm hóa chất nông sản sản phẩm gia dụng lâu bền thép thiết bị viễn thông và xây dựng là những cái nhóm ngành cũng khá là mạnh mạnh hơn thị trường chung à, điểm số nó tăng thì cũng mạnh hơn thị trường chung kể từ cái ngày 14 tháng tháng 3 nhé thì anh chị nắm những cái cổ phiếu thuộc các nhóm ngành này và là các cổ phiếu mạnh thì là ok đó thì các cái nhóm ngành về các cái cổ phiếu thì anh chị nhìn thấy là ở đây nhé mình phân làm hai nhóm một nhóm cancelin dòng tiền và nhóm viết đây dòng tiền thì cái chị nhóm cancelin dòng tiền này cái chị nhìn thấy này nó thuộc các cái nhóm ngành mạnh này. này. đấy thì nó là những cổ phiếu kim cương là những cổ phiếu tốt nhất chúng ta nên nắm giữ Đấy, sau đó là những cổ phiếu cũng thuộc cashlimp dòng tiền như nhóm ngành không mạnh thì đây nó ok thì các anh chị cũng nắm giữ những ưu tiên số 2 ưu tiên số 1 là kim cương và nhóm viết đây dòng tiền là cái nhóm mà vẫn trong nền đó. thì đây những cổ phiếu mà các anh chị ok thì các anh chị có thể tạm dừng cái đó này lại các anh chị nhìn lát mình sẽ lướt ở trên ami broker cho các anh chị xem Đấy. ok thì các anh chị có thể dừng lại lại các anh chị xem thì đối với những cổ phiếu kim cương hoặc những cổ phiếu ok đây này thì các anh chị sẽ bán bằng MA10, nhân nếu thùng MA10 thì nên bán. Tức thùng MA10 này đây thì không có nghĩa là cổ phiếu này nó chết, nhưng mà nó sẽ vào một cái nhịp điều chỉnh hoặc nó phải tích lũy lại. Tái tích lũy anh chị nhá thì đó là cái quan niệm như vậy. Còn các cổ phiếu ok này thì các chị bán bằng MA20. Đấy nó đơn giản thế thôi, lượng hóa chả có tí nào là cảm xúc cả anh chị nhé. Thì bây giờ mình sẽ trở về đây để mình nhìn cho các anh chị nhìn thấy các cổ phiếu kim cương này. Các anh chị thấy các cổ phiếu kim cương mình nói thường xuyên á đúng không? Những viên kim cương là những viên kim cương lộ thiên đó mình nói rất nhiều như thế đúng không các chị thấy này có phải pet này là việc cổ những cổ phiếu kim cương đây là điểm mua vừa vượt nền đúng không các chị xem lại những cái phiên hôm trước thì các chị thấy nó sẽ có nhé xem lại kênh đây, này ok đúng không những cổ phiếu này chúng ta nắm giữ thôi hôm nay không khuyến nghị mua bởi vì sao bởi vì các chị thấy là những cổ phiếu kim cương nó chạy rất là mạnh và chuẩn bị chạy nước rút rồi và nếu mua thì rất là dễ mua đuổi và khá là nguy hiểm PSD này thực ra thì nếu mà miết cưỡng thì các anh chị vẫn có thể mua được hôm nay vẫn có thể mua được tuy nhiên là mình cũng không khuyến nghị mua nhiều bởi vì uh, bản thân tài khoản của mình thì mình cũng đã mua khá là nhiều rồi bản thân tài khoản mình thì với cái nhịp uh... mình cũng quay lại thị trường từ cái ngày này này đấy sau đó thì mình cũng mua khá nhiều những một hai phiên ba phiên ở đây này và hiện nay là mình đang nắm giữ khá là nhiều các cổ phiếu mình sẽ không mua thêm nữa đấy PSD này đấy FRT FRT là cổ phiếu mình cũng có mua nhé cổ phiếu này có mua NVT này thì không mua nó chạy ghê quá nhưng mà nắm giữ nó vẫn ok OGC nha anh chị thấy sẽ rất là kinh cổ phiếu này là thuộc cái nhóm cổ phiếu kim cương mà chúng ta nói rất là nhiều ở các phiên trước nhé đúng không các anh chị thấy nó có phải là kim cương một hai phiên đâu nó kim cương cả cái nhịp này và thậm chí cả cái nhịp này luôn đúng không ạ thì đấy là cái khái niệm về các cái cổ phiếu kim cương này này là mới giúp các anh chị kiếm tiền được ISB này là cổ phiếu mà chúng ta cũng nói đến rất là nhiều chúng ta cũng nói đến rất là nhiều nó chạy rất là ok đấy TIG là cổ phiếu mới nhá mới ở phiên hôm trước để mua bùng nổ thì các anh chị cũng có thể nắm giữ ok đây DG là cổ phiếu cũng nói đến các anh chị ở trong một số phiên gần đây là đây là cái điểm mua bùng nổ và một hai phiên này cũng có thể mua được thì uh, các anh chị muốn nắm giữ vẫn ok nhé chưa có gì phải bán cả Đấy. BWE này là cổ phiếu nhóm cung cấp nước sạch này cũng khá là đẹp phiên hôm, hôm một hai phiên ở đây các chị có thể mua được nhé không phiên qua phiên này đều mua được hết nhưng mà ưu tiên nắm giữ hơn ở đêm ấy. và cũng vậy kể phiên hôm trước là một vượt nền hôm nay cũng có thể mua được chị nhé dịch của vận thì hát hát chúng ta đã nói đến từ đầu sóng rồi đúng không từ đến từ cái ngày 14 tháng từ ngày bao nhiêu nhỉ đây, đây từ ngày này là cũng đã nói đến rồi tuy nhiên là nó có một hai phiên nó bị rơi mất khỏi à, khỏi mở a 10 Đấy thì các anh chị có thể bán là những cái phiên như thế này hoặc là nếu mà theo Mac Mini Mini thì chấp nhận cho một phiên thùng a 10 thì các anh chị vẫn giữ, vẫn giữ được. Hiện nay ok đang chạy nhé. GMD ok nhé. đây thì yếu hơn, GMD yếu hơn. SKG thế, nó là cái nhóm dịch vụ vận tải thì đang chạy được. Ok các anh chị nắm giữ nhé. Đấy, dược phẩm của DVD lại chạy này. BFC này anh chạy này các chị nắm giữ ok này. DPM nhé, đang chạy cổ phiếu DVM cũng nhắc đến các anh chị mua ở trong những cái phiên gần đây hai phiên gần đây đều nhắc các anh chị mua các anh chị có thể xem lại DCM cũng đang ok nắm giữ ok nhé thực ra có thể mua được tiếp vào phiên này ngoài ra DGC DGC là cổ phiếu mình cũng, cũng mua cái cổ phiếu này từ cái nhịp này đấy, cổ phiếu này lợi nhuận đâu đâu khoảng trên dưới 20 rồi đấy trên dưới 20 cổ phiếu này mà mua mua điểm giá cao luôn nhé không hề mua điểm giá thấp mua điểm này luôn nếu mua ở điểm này các anh chị đâu được bao nhiêu nhỉ EV trên D Các anh chị được 17,7% Chắc mình mua sớm hơn Mình mua điểm kiệt vô cho nên là được hơn 20% DPR DPR Ok nhé, nắm giữ ok nhé Rất nhiều cổ phiếu kim cương nó rất là đẹp PLP này các chị nắm giữ cũng được Nó không đẹp bằng nhưng mà nó vẫn chưa có vi phạm nguyên tắc bán của chúng ta đâu HMC là chạy Rất là mạnh, nắm giữ ok Pass này thì hơi yếu một chút nhưng nắm giữ vẫn ok nhé. Ở IDI này thì chạy ghê quá, chạy nước rút rồi, đúng chị các anh chị nắm giữ. VHC này là cổ phiếu mà bản thân mình cũng khuyến nghị các anh chị nhiều, rất là nhiều luôn. Nó chạy một cái nhịp tốt ở đây, xong nó kiệt vốn ở những cái phiên như thế này, giúp bỏ. Rút bỏ ở đây thì bản thân mình cũng mua cổ phiếu VHC này nhé, mình mua ở hai phiên này các nhắc các anh chị đúng không? Hai phiên mua ở phiên này và ở phiên này. Nó cũng cho lợi nhuận khá là tốt. CMX cũng đang chạy nhé Các anh chị nắm giữ được hết SEA này ACL nắm giữ ok này Hôm nay điểm mua bùng nổ vượt nền nhé ANV Cũng đang rất là tốt nắm giữ Anh chị nhé Đấy. Hasako này rất đẹp này Các anh chị có thể mua được từ phiên này Trong test lại Khối lượng thấp Hôm nay tiếp tục có thể mua được City Four này thì cũng ok nhé, nằm giữ khối lượng hơi thấp, không đẹp lắm, bởi vì cái City Four thực sự là nó không đẹp, nhìn khối lượng các phiên nó không đẹp, nhưng wow. mà Hasako thì đẹp hơn. Ngoài ra có HTG này ok này, các chị có những cái điểm mua vượt nền này chạy rất là ổn này. TLR, ok này, các chị uh, mua được phiên hôm nay nhé, có thể mua được phiên ngày hôm nay. GIL này thế này GIL mua phiên hôm trước và có thể mua phiên này, này. rất là đẹp, rất nhiều các cổ phiếu đẹp. FMC này hôm nay các anh chị thấy này rất là đẹp luôn mua được nhé Đấy. PTB này là chạy rất là đẹp luôn để mua vật nền này, này test lại này khối lượng thấp này đúng không Đây phiên ngày 17 18 này các chị còn có thể mua ở đây được cổ phiếu này mình cũng mua giúp cho mấy bạn nhé cổ phiếu PTB này mua giúp cho mấy bạn luôn với cổ phiếu này cũng vẫn được nhé không đẹp bằng thôi thì hẹn BTS nhưng mà vẫn được KDM thì chạy nhanh quá, kiểu này thì các anh chị cũng khó mua đấy, đúng không? Khó nắm giữ, nhưng nắm giữ thì vẫn ok. VC9 này thế này, mua khó mua, khó nắm giữ. Vì cái mấy cái nhóm cổ phiếu xây dựng này, cái tính chất hoạt động của nó về cái độ biến động nó cũng hơi khó xem, cho nên là chúng ta thường là ít mua. Đấy, UDC này ok này, các anh chị nắm giữ ok này. HTN này các anh chị nắm giữ ok này. PC1 hôm nay để mua bùng nổ nhé các anh chị Ok nhé Hôm nay khá nhiều các cổ phiếu cho điểm mua rất là đẹp thì Có điều là rất nhiều cổ phiếu nó đang có xu hướng chạy nước rút Cho nên mình không không khuyến nghị các anh chị mua nữa Vì vì chị sợ mua là những cổ phiếu chạy nước rút Sau khi cổ phiếu chạy nước rút mà nó sập một phát Thì nó sẽ sập ảnh hưởng đến nhiều cổ phiếu khác Do vậy là mình không khuyến nghị đấy Thì đấy là hết các cổ phiếu kim cương rồi Bên dưới là các cổ phiếu ok Thì anh chị cũng có thể ok nhé Thì mình cũng lưu ý với các anh chị một điều này Rất nhiều anh chị chat hỏi là hôm nay thị trường thế nào xa bờ hay gần bờ hay bán hay không mình bảo là các anh chị cứ bình tĩnh đúng không chúng ta có quy trình rồi chúng ta có cách thức mua bán rồi chúng ta loại bỏ hoàn toàn cảm xúc đi chúng ta cũng không bị fomo chúng ta không bị sợ hãi gì cả thì hoàn toàn các anh chị vẫn giữ được các cổ phiếu kim cương này các anh chị đã mất cổ phiếu nào đâu đúng không các anh chị thấy rất là rõ ràng rõ ràng, rõ nét đúng không ạ mình cũng chia sẻ với anh chị nó là cái góc nhìn một góc nhìn của một người chỉ nghiên cứu những cổ phiếu kim cương như mình ở đây thì mình luôn luôn thấy những cổ phiếu kim cương Đấy, còn nếu anh chị luôn luôn tìm những cổ phiếu bắt đáy hoặc tìm những cổ phiếu là để chờ có một cái nhịp hồi nào đấy Thế thì chúng, chúng ta luôn luôn dưới một cái góc nhìn là tìm những cái sự tiêu cực Bản thân mình ở đây chỉ duy trì những cổ phiếu tích cực thôi đấy. Còn cổ phiếu nào tích cực ở đây mà nó yếu đi bằng các cái nội dung quy định ở đây Ví dụ là nó là kim cương thì nó phải trên M20 đấy, Nó là quật thì nó phải trên M20 Còn nếu trong nền thì chúng ta sử dụng M20 Đấy nó đơn giản thế thôi Chúng ta hoàn toàn có những cái lợi nhuận mình tin chắc rằng nếu anh chị mà đánh theo cái các cổ phiếu kim cương này, đấy, thì các anh chị đều có lợi nhuận ít nhất là NAV tăng 10 trở lên kể cả các anh chị có chọn sai một hai cổ phiếu chắc chắn luôn chắc chắn luôn các NAV của các anh chị tăng 10 đến 20 còn một hai cổ phiếu sai thì có thể phải bắn bỏ thôi anh chị nhé một hai cổ phiếu có thể phải bắn bỏ nhưng mà chắc chắn là sẽ có lợi nhuận rất là lớn thì mình cũng nói rồi bản chất là mình không phải là người phím hàng nhưng mình muốn chia sẻ với các anh chị một cách tiếp cận về đầu tư thực sự là nó hiệu quả và nó tiết kiệm thời gian và nó mang lại giá trị cho người đầu tư chứ không phải là một cái phương pháp đầu tư mà suốt ngày đi nghe đi hỏi đi hỏi phím hàng hoặc đi vào các cái zoom nọ zoom kia để tìm kiếm cái nọ cái kia như vậy thì thực sự là rất là mệt mỏi và không hiệu quả thì cái mà mình mong muốn chia sẻ nhất đến các anh chị đó là cái cách tiếp cận đầu tư Đấy. còn ngoài ra những cái mã cổ phiếu ở đây thì cũng muốn chứng minh cho các anh chị thấy là chúng ta hoàn toàn có thể chiến thắng là thị trường chứng khoán với cái cách tiếp cận thông minh và hiệu quả Đấy, thì các anh chị nào mà quan tâm thì có thể học các cái khóa học ở trong cái website mình cũng có ở đó có có thể thông tin trên đó thì hy vọng các anh chị tiếp tục ủng hộ kênh ví dụ sắp cái kênh nhấn nút quả chuông và nhận các bạn tin mới nhất từ kênh cũng như chia sẻ với những người quan tâm chứng khoán cảm ơn các anh chị